nhiệt CPU Thermaltake Flooring 280 RGB được thiết kế bởi Thermaltake, một thương hiệu linh kiện máy tính với nhiều năm kinh nghiệm, được thành lập từ năm 1999, hướng tới người sử dụng yêu cầu một chiếc tản nhiệt all-in-one có hiệu năng cao và khả năng tản nhiệt RGB đẹp mắt. Được trang bị hệ thống bơm với thiết kế mới nhất, có số vòng quay tối đa là 3600 RPM nhằm tối ưu dòng di chuyển của dung dịch làm mát bên trong, giúp cho phần đế tản nhiệt được làm mát liên tục để giữ cho nhiệt độ của CPU ổn định nhất có thể. Cùng với đó, hai ống dẫn nước được thiết kế để giảm thiểu tối đa hiện tượng bốc hơi của dung dịch làm mát bên trong, giúp tăng tuổi thọ hoạt động của hệ thống làm mát. Được trang bị sẵn hai chiếc quạt 140mm và người dùng cũng có thể dễ dàng gắn thêm hai quạt làm mát 140mm nữa để tăng lưu lượng gió đi qua két làm mát, đáp ứng nhu cầu trang trí cho hệ thống PC đang thịnh hành nhất hiện nay, có hub điều khiển ánh sáng lên tới 5 thiết bị, đồng thời tương thích với rất nhiều các phần mềm từ các bên thứ ba khác, cho phép người dùng có thể thoải mái tùy chỉnh cho phù hợp với sở thích của cá nhân. Sản phẩm đang có sẵn tại các showroom của Hà Nội Computer với chính sách bảo hành chính hãng 24 tháng.